Các bạn khán giả truyền hình thân mến, niềm đam mê, tình yêu với chơi bóng đã đưa chúng ta đến gần với nhau hơn. Và nơi đây, một sân vận động rất lộng lẫy, nơi sẽ diễn ra trận đấu rất đáng được chờ đợi, sẽ chính là nơi để chúng ta tận hưởng tình yêu đó, tình yêu dành cho chơi bóng. Chào mừng các bạn đã đến với kênh thể thao của đài truyền hình Fireback TV. Nhiều người cho rằng đội chủ nhà sẽ có được một kết quả thuận lợi trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng bóng đá không đơn giản là vậy. Bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ, và biết đâu trận đấu ngày hôm nay sẽ xuất hiện những bất ngờ đó. Vâng, đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Tiếng còi khai cuộc của trọng tài đã vang lên và trận đấu đã bắt đầu. Cơ hội không thể tốt hơn, nhưng cầu thủ này đã bỏ lỡ. Các cầu thủ cần chơi tập trung hơn. Rất nguy hiểm. Cú sút không được như ý. Thời gian gần đây, bóng đá Việt Nam đã đón nhận một số những cầu thủ Việt về thi đấu như Mạc Hồng Quân hay Michel Nguyễn. Và chúng ta hãy cùng hy vọng sẽ có thêm những cầu thủ chất lượng sẽ trở về quê hương để thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Phối hợp khá đơn giản. Rất nỗ lực. Một cú sút. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Đường chuyền chuẩn xác. Kagawa gặp tình huống rất tốt. Toni Kroos. Marcelo. Isco. Để mất bóng rồi. Cơ hội để phản công. Đường chọc khe. Rất nỗ lực. Rất đẹp. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Isco. Đường chọc khe. Rất nỗ lực. Các khán giả trên sân đang cổ vũ rất nhiệt tình. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Sẽ có một tình huống phát bóng lên. Isco. Không hề có việt vị. Đường chuyền về cho thủ môn. Rất bình tĩnh. Đã có tình huống phạm lỗi. Như vậy là một chiếc thẻ vàng đã được trọng tài rút ra. Đang qua. Không được. Thank you.
đầu khá tốt, tuy nhiên không thành công. Các hậu vệ vẫn đang giữ được cự ly rất tốt. Trọng tài đã thổi việt vị trước đó. Không được rồi. Giữ bóng rất tốt. Pha phản công. Rất tốt. Pha phối hợp không thành công. Rất nỗ lực. Mất bóng rồi. Cơ hội dứt điểm. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bạn một quả đá phạt. Mất bóng rồi. Disco. Cặp bóng rất dễ dàng. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Tạt vào trong. Quả phá rất quyết liệt. Pha đọc tình huống khá tốt. Dứt điểm đi. Không vào. Họ đang chờ Epson không biết mệt mỏi. Chuyển vào trong. Sút xa. Cú dứt điểm rất mạnh nhưng rất tiếc là bóng đã đi không chính xác. Cú dứt điểm là chưa đủ hiểm hóc để hạ gục thủ thành đối phương. Chuyển vào trong. Thủ môn đã quá xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Môn đã rất xuất sắc trong tình huống vừa rồi. Chuyền vào trong. Phòng ngự rất chắc chắn. Tình huống sóng gió trước cầu môn. Disco. Phối hợp khá đơn giản. Dứt điểm đi. Khá tốt, tuy nhiên không thành công. Giữ bóng rất tốt. Đường trong khe. Dứt điểm đi. Cơ hội đã trôi qua mất rồi. Các cầu thủ cần chơi tập trung hơn. Tình huống chơi bóng vào trong. Còn 5 phút nữa là hiệp thi đấu thứ nhất sẽ kết thúc. Phối hợp khá đơn giản. Rất bình tĩnh.
cơ hội để phản công. Marcelo đường chuyền chuẩn xác, phối hợp khá đơn giản. Isco, rất bình tĩnh, phối hợp khá đơn giản. Kagawa đường chuyền chuẩn xác. Một pha chéo bóng. Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Xin mời quý vị các bạn hãy trở lại phòng quay của đài truyền hình Flypatch để tiếp tục trò chuyện với chuyên gia Nhật Trường và anh Trọng. Như vậy là hiệp 2 đã bắt đầu. Chắc chắn 15 phút nghỉ giữa hai hiệp, huấn luyện viên của đội khách cũng sẽ có những thay đổi về chiến thuật. Chuyền bóng không tốt, đường chập khe, rất nỗ lực, cơ hội, wow, trời lấn lướt và họ đã cho thấy được sức mạnh của mình. Một cú dứt điểm là không thể cản phá, hàng phòng thủ đã chơi quá lỏng lẻo trong những phút vừa qua và một lần nữa trong tình huống này họ cho thấy được sự mất tập trung của mình. Số trận đấu là 1-0 và có lẽ sau bàn thắng này thì trận đấu sẽ được đẩy lên với nhịp độ cao hơn rất nhiều. Theo xếp hạng của giới truyền thông thì Premier League luôn là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Xếp sau tiếp theo là các giải đấu La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1. Như vậy là cầu thủ này vẫn có thể tiếp tục thi đấu. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Anh sẽ làm gì đây? Dứt điểm đi! Không được. Chuyền vào trong. Một tình huống làm thoát tim các cổ động viên. Rất nhiều những tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trong những phút vừa qua. Chuyền vào trong. Phòng ngự rất chắc chắn. Chống. Vâng rồi, như vậy là lưới đã rút lên. Cách biệt lúc này đã là hai bàn rồi. Rất gọn gàng và chính xác. Cho tới lúc này các trọng tài đang làm việc rất tốt và chưa mắc phải một sai lầm nào. Nhiệm vụ đã khó giờ lại càng khó khăn hơn. Và nếu họ không tạo ra được đột biến trong những phút tiếp theo thì một thất bại có lẽ sẽ đến, bởi khoảng cách đã là hai bàn rồi.
khi mà mùa giải đã đi tới giai đoạn quyết liệt thì việc thiếu vắng một số những trụ cột sẽ dẫn đến những hệ lụy nhất định cho toàn đội. Việc huấn luyện viên sử dụng xoay tua một cách linh hoạt các cầu thủ dự bị sẽ có quyết định không nhỏ tới thành công của đội bóng. Một đường chuyền bóng dài. Với việc hoạt động rộng và liên tục chống cánh cho nhau, các tiền vệ đang tạo nên sức ép không nhỏ cho khung thành đối phương. Toni Kroos. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Phạm lỗi rồi. Với tình huống phạm lỗi như thế này thì việc phải nhận một chiếc thẻ vàng là hoàn toàn xứng đáng. Tình huống đá phạt dành cho cầu thủ Real Madrid. Chuyền bóng vào trong. Pha đi bóng rất quyết tâm. Tình huống chuyền bóng vào trong. Các cầu thủ cần chơi tập trung hơn. Anh rất cố gắng nhưng không thành công. Luka Modric. Như vậy là họ đã giành được quyền kiểm soát bóng. Phối hợp khá đơn giản. Chuyền vào trong. Kagawa. Với những con người như thế này thì họ có thể phát huy hơn nữa những tình huống bật nhả trung lộ và sau đó tìm giải pháp bằng những cú sút xa. Vậy là sẽ có sự thay đổi người. Huấn luyện viên của hai đội đang đưa ra những chỉ đạo rất sát sao cho học trò của mình. Số lúc này đang có cách biệt là 3 bàn. Một pha dứt điểm quá gọn gàng, cú sút là không thể tốt hơn. Một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều. Số bây giờ là 3-0 rồi. Họ đang chứng tỏ được sức mạnh của mình. Huấn luyện viên của hai đội đang đưa ra những chỉ đạo rất sát sao cho học trò của mình.
Toni Kroos. Phạm lỗi. Thi đấu không thật sự hiệu quả và cầu thủ này đã phải rời sân. Nhìn cái cách thi đấu của cả hai đội, chúng ta có thể thấy được thể lực của các cầu thủ đang suy giảm nghiêm trọng. Tình huống chơi bóng vào trong. Cúp vào đây. Vâng rồi, như vậy là lưới đã rút lên. Rất gọn gàng và chính xác. Hàng công đang thi đấu rất tốt. Có nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ tấn công ở những phút tiếp theo. Luka Modric. Rất nỗ lực. Cơ hội. Không được. Sóng gió đã qua trước cầu môn. Chuyền vào trong. Bóng đã được phát ra. Như vậy là trọng tài chính ông Howard West đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Xin mời quý vị và các bạn hãy trở lại trường quay của đài truyền hình Quebec để trao đổi với hai chuyên gia bóng đá Nhật Trường và Anh Trọng.